Cụ bà sở hữu mái tóc dài khoảng 3 mét gây xôn xao mạng xã hội. Hình ảnh cụ bà sở hữu mái tóc dài khoảng 3 mét đang được cộng đồng mạng chia sẻ. Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ trước mái tóc siêu dài này. Con gái thời hiện đại thường hiếm khi để được mái tóc dài. Có lẽ vì thế mà mới đây trên trang cá nhân của một nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ hình ảnh cụ bà sở hữu mái tóc dài hàng mét khiến nhiều người ngạc nhiên. Theo đó, nữ nhiếp ảnh gia này chia sẻ rằng hình ảnh mái tóc dài của cụ bà với dòng mô tả: lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bộ tóc dài dằn dặc của bà cụ, cứ tóc dài ra lại tự kết lại với nhau. Ngay sau khi đăng tải những bức ảnh về bộ tóc dài này, rất nhiều người tò mò. Bên cạnh đó, chia sẻ sự thích thú trầm trồ khi lần đầu tiên được nhìn thấy bộ tóc dài có 102 này. Liên hệ với chủ nhân của những tấm ảnh đang gây sốt thì được biết rằng hình ảnh mà chị đăng tải trên mạng xã hội chụp vào ngày 13 tây tháng 8. Theo đó, chị Nga nhiếp ảnh gia ở Thanh Hóa chia sẻ: ngày 13 tây tháng 8, tôi đi chụp ảnh tại Thọ Xuân thì có gặp bà nên ngồi trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, thấy bộ tóc của bà quá ấn tượng nên tôi đã xin bà chụp lại ảnh. Trong quá trình chụp ảnh và trò chuyện với cụ bà, chị Nga cho biết cụ tên Trịnh Thị Nghiên, sinh năm 1937, hiện đang sinh sống tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Chị Nga chia sẻ thêm rằng, trong quá trình chụp ảnh lại bộ tóc của cụ, chị có án chừng bộ tóc này dài khoảng 3 mét. Chia sẻ với chị Nga, cụ bà cho biết bà đã nuôi bộ tóc này được 25 năm nay. Bà kể với tôi, hồi còn trẻ tóc bà vẫn bình thường, thế nhưng tóc ở nửa đầu sau cứ mọc lên và bị rối cuộn lại không gỡ ra được. Vì thế, bà quyết định để tóc như vậy. Mỗi năm tóc cuộn lại thành một đốt khoảng 10cm, và cho đến bây giờ, tóc của bà đã có 22 đốt, chị Nga kể. Cũng theo lời chia sẻ của chị Nga, với bộ tóc dài này, cụ bà cũng mất khá nhiều thời gian trong việc gội đầu. Nhưng để nhiều năm cũng thành quen và cho đến thời điểm hiện tại, cụ bà coi mái tóc như một người bạn là một phần không thể thiếu đối với mình. Chị Nga cũng bày tỏ sự bất ngờ: tôi chỉ nghĩ chia sẻ hình ảnh mình thấy lạ lên cho bạn bè cũng biết, không ngờ bộ tóc của cụ lại được nhiều người quan tâm và chia sẻ đến như vậy. Người đàn ông tóc dài gần 19 mét. Ông Shavi Hirata mất 3 tiếng để gội đầu và thường xuyên chỉ ăn chay, đồ tự nấu ở nhà để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho mái tóc chắc khỏe. Trong video được quay hôm ngày 31 tây tháng 5 vừa qua, ông Shavi Hirata, 60 tuổi, sống tại một ngôi làng thuộc thành phố Surendranagar, bang Gujarat, Ấn Độ, đang bước đi khi mái tóc dài được quấn thành nhiều vòng tròn trên cánh tay. Người đàn ông này cho biết, ông đặc biệt chăm chút đến chế độ dinh dưỡng nhằm đảm bảo mái tóc được nhận đủ chất để trở nên khỏe mạnh. Ông Ratha chỉ ăn chay, đồ ăn tự nấu ở nhà và cố gắng loại bỏ các món cay nóng ra khỏi thực đơn. Hiện tóc ông dài 18,9m. Khi ra ngoài làm việc, tôi chỉ ăn hoa quả thôi, tôi không bao giờ ăn đồ nấu sẵn bên ngoài cả, ông nói. Cứ 2 ngày một lần, ông Ratha lại dành ra 3 tiếng để gội đầu. Gội xong, ông thường đi ra đồng để hong khô. Trong khi những đứa cháu nâng bộ tóc dưới ánh nắng mặt trời, ông Ratha sẽ ngồi lặng lẽ dưới bóng cây để hút thuốc. Trước đây, khi có người gợi ý nên gửi hồ sơ lên tổ chức Guinness để được công nhận kỷ lục người có mái tóc dài nhất, ông Ratha tỏ ra không mấy quan tâm. Nhưng hiện tại, dường như ông đã thay đổi tư tưởng. Tôi định xin công nhận kỷ lục nếu có ai đó giúp tôi hoàn thành các thủ tục, Rawa cho biết. Hiện tại, một tổ chức phi chính phủ địa phương đã đồng ý sẽ chuẩn bị toàn bộ giấy tờ cần thiết giúp ông sớm được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới. Tổ chức kỷ lục Guinness từng ghi nhận ông Xi Weibing, người Trung Quốc có mái tóc dài nhất thế giới, hơn 6,7m, trước khi ông qua đời vào năm 2010. Những dĩ nhân Việt có mái tóc đặc biệt. Cái răng, cái tóc là gốc con người, song có không ít người sở hữu những mái tóc đặc biệt, khiến họ trở nên nổi bật và có thêm những khả năng kỳ lạ trong cuộc sống. Mái tóc dài 6,8m được mua với giá hơn 50 triệu đồng.
Sau hơn 50 năm trời không cắt tóc, ông Trần Văn Hay ấp Hòa An xã Mông Thọ huyện Châu Thành Kiên Giang để lại cho cháu kỷ vật là mái tóc dài hơn 6,8 mét của mình. Với mái tóc dài đặc biệt này, ông từng được ghi danh vào sách kỷ lục Việt Nam với danh hiệu người có mái tóc dài nhất Việt Nam. Ông bắt đầu để tóc từ năm 25 tuổi, ông không cắt tóc do mỗi lần cắt đều bị ốm rất nặng. Trước khi mất, ông để lại mái tóc dài nặng hơn 10kg cho con cháu để làm kỷ vật. Bây giờ, bà Nguyễn Thị Hoa, vợ ông, là người bảo quản và cất giữ mái tóc quý mà chồng mình để lại. Mái tóc rồng nổi tiếng Hội Liêm. Dĩ nhân được nhắc đến trong câu chuyện này là cụ ông Nguyễn Văn Long, 74 tuổi, sống tại thôn Duệ Đông, thị trấn Liêm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông bắt đầu để tóc từ năm 1994 sau một chuyến hành hương tới chùa Yên Tử. Việc để tóc dài khiến ông có thêm hứng thú và niềm yêu thích với việc nghiên cứu Phật Pháp. Cùng với mái tóc kỳ quái, ông còn có rất nhiều khả năng độc đáo như nhìn vào mặt trời hay đèn pin chiếu mà không bị chói mắt. Người phụ nữ có mái tóc sư tử. Mới chuyển từ miền Nam về quê nội thuộc thôn Tiêu Lâm, xã Ngũ Hồn, Thanh Miện, Hải Dương sinh sống, chị Hà đã nổi tiếng khắp nơi với mái tóc đặc biệt của mình. Những sợi tóc của chị quấn đan xen, thậm chí dính chặt lại với nhau. Chị Hà còn cho biết mỗi một đợt mái tóc chị lại có những hình dạng khác nhau. Trước đây thì kết thành hình con cá, sau đó là con rồng, con rắn và tới thời điểm hiện tại thì là hình thù giống với con sư tử. Ba anh em cùng không cắt tóc từ khi còn nhỏ. Tại ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, Tiền Giang, câu chuyện về ba anh em ông Nguyễn Văn Chiến với mái tóc rồng cũng khiến người dân nơi đây rất ngưỡng mộ. Việc mấy anh em ông Chiến không cắt tóc là thể hiện sự hiếu nghĩa với cha mẹ và cũng do mỗi lần cắt tóc họ đều ốm nặng. Mặc dù mang mái tóc nặng hơn 2kg trên đầu, nhưng ông Chiến vẫn thấy thoải mái bình thường. Người đàn bà có mái tóc trăng. Phùng Thị Mậu, người xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội, được mệnh danh là người đàn bà có mái tóc trăng. Chị Mậu có biệt danh như vậy là do mái tóc rất đặc biệt. Khi còn trẻ, mái tóc của chị cũng bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, khi bước qua tuổi 30 thì tóc đổi màu hung đỏ, dài rất nhanh và càng ngày càng xoăn, dày và to lạ thường. Ngoại trừ phần tóc ở đỉnh đầu, phần tóc còn lại của chị Mậu cũng bị rối, không thể nào chải được. Hai cụ già hàng chục năm không gội đầu cắt tóc. Tại ấp 3, xã Bình Thành, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre có bà Năm Cẩn. Ở ấp 5 có bà Sáu Ngói, nổi tiếng trên dưới với mái tóc dài tới hơn 3 mét. Hai người phụ nữ này đều có gia đình, có con cái. Cả hai đều chọn ăn chay trường để sống. Mái tóc của họ luôn phải giấu kín trong bao vải và không được tắm gội. Tuy vậy, sức khỏe các bà vẫn tốt và sống trường thọ. Nuôi tóc suốt 13 năm không cho ai đụng vào, bỗng cắt phăng đi tất cả, cả nhà không nhận ra nổi cho đến khi nghe lý do. Từ năm 17 tuổi, anh chàng này đã không đến tiệm cắt tóc và nuôi mái tóc dài đến tận bây giờ. Joe Barber là một chàng trai 30 tuổi người Anh và niềm tự hào của anh chàng này chính là mái tóc dài nuôi suốt 13 năm qua không cắt. Joe cho biết anh đã nuôi tóc từ năm 17 tuổi và kể từ đó cho đến giờ anh chưa hề bước chân đến tiệm để cắt tóc. Mặc dù rất yêu thích mái tóc, nhưng Joe phải thừa nhận rằng nó đã đem đến cho anh không ít phiền phức trong cuộc sống. Đơn giản nhất, việc gội đầu, sấy khô và tết tóc thường ngốn của anh khoảng 8 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn. Tuy nhiên, Joe vẫn giữ nguyên quan điểm nuôi tóc của mình. Cũng đã có không ít người khuyên Joe nên cắt ngắn mái tóc cho đỡ phiền toái, nhưng anh xem ra chẳng mấy bận tâm. Thế nhưng mới đây, Joe đã quyết định cắt bỏ mái tóc đã gắn bó với mình suốt nhiều năm vì một lý do khiến ai cũng cảm động. Người bố của Joe mới bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư và phải nhập viện để điều trị. Khi đến thăm bố ở bệnh viện, Joe đã nhìn thấy rất nhiều người bệnh bị rụng hết tóc vì hóa trị. Chính vì điều đó đã khiến Joe đi đến một trong những quyết định quan trọng của đời mình. Joe sẽ cắt mái tóc để cổ vũ cho bố và những bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, anh còn ủng hộ mái tóc cho đơn vị từ thiện với mong muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Ngắm dàn mỹ nữ tóc mây hội tụ, khoe tóc dài hơn 3 mét. Mỗi người một vẻ, nhưng cả năm công chúa tóc mây đều có điểm chung là sở hữu mái tóc cực dài, khiến nhiều người ao ước. Mới đây, tại Uy Hải, Sơn Đông, Trung Quốc, diễn ra cảnh tụ hội của năm nàng công chúa tóc mây. Đến từ khắp các thành phố lớn trên cả nước, người lớn tuổi nhất là 62 tuổi, người nhỏ nhất là 30 tuổi.
tất cả đều sở hữu mái tóc dài kỷ lục đáng ngưỡng mộ. Theo thông tin đăng tải, 5 người phụ nữ có mái tóc dài đến từ các thành phố lớn như Thiên Tân, Thương Khâu, Thế Nam, Uy Hải. Vào một ngày đẹp trời, họ hẹn hò gặp nhau tại bãi biển Uy Hải, thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận và báo chí địa phương. Được biết, người có mái tóc dài nhất là cô Phục Nguyễn, đến từ thành phố Thiên Ân. Mái tóc của cô dài tới 3,5m. Đứng thứ hai là cô Cao Túng Anh. Ở Uy Hải, năm nay 62 tuổi, mái tóc cũng đã dài chạm tới ngưỡng 3m. Người có mái tóc ngắn nhất cũng là người nhỏ tuổi nhất là cô gái họ Kiều, năm nay 30 tuổi, mái tóc dài 1,8 mét. Theo đo đạc, tổng độ dài 5 mét tóc tha thướt của những người phụ nữ này lên tới 13,6 mét, tương đương với chiều cao của một ngôi nhà 5 tầng, thật sự đáng để ngưỡng mộ. Để chăm sóc giữ gìn bộ tóc dài hiếm thấy của mình, chắc hẳn những người phụ nữ này phải rất tốn công. Ngoài việc gọi sấy mất nhiều thời gian và rất vất vả, họ còn phải chải chuốt, bao bọc và giữ gìn mái tóc rất cẩn thận khi ra ngoài. Trong ảnh là 5 nàng công chúa tóc mây của Trung Quốc đang khoe những bộ tóc dài vài mét của mình. Bảy người phụ nữ nuôi tóc suốt 20 năm không cắt. Những người phụ nữ này đã nuôi tóc suốt 20 năm và bộ tóc dài nhất lên tới 3,5 mét. Một nhóm gồm 7 người phụ nữ trung niên đến từ các tỉnh Hồ Bắc, Sơn Đông, Quảng Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Cát Lâm và Bắc Kinh, Trung Quốc đã nuôi mái tóc dài trong nhiều năm nhằm thực hiện một chương trình vận động nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh HIV/AIDS. Hiện tại, những người phụ nữ có chiều dài mái tóc lên tới 3,5 mét này đang đi tới mọi nơi trong nhiều đất nước để kêu gọi phe tóc dài cùng nhau hành động. Nhóm này mang tên Mái tóc trải dài ngàn cây số đã tới thăm huyện Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cuộc vận động của họ đã thu hút đông đảo sự ủng hộ của người dân. Chia sẻ về mái tóc dài của mình, những công chúa tóc mây này cho biết nuôi tóc suốt 20 năm là một thử thách lớn, nhưng họ muốn giữ lại vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ. Để tóc dài cũng là một nét phong tục của người dân tộc Dao ở Trung Quốc. Họ cho rằng tóc đen dày và dài là dấu hiệu của sức khỏe và sự thịnh vượng. Phụ nữ dân tộc này chỉ gội đầu mỗi tháng một lần. Đến nay, HIV/AIDS vẫn là một chủ đề nóng ở Trung Quốc khi người mắc bệnh phải chịu sự xa lánh của không chỉ cộng đồng mà của cả người thân. Sự phân biệt đối xử không đáng có này do người dân không có nhận thức đầy đủ về căn bệnh cũng như cách thức lây truyền. Cuộc vận động của nhóm 7 người phụ nữ tóc dài ở Tế Ninh đã góp phần cải thiện tình hình này. Người đàn ông 25 năm không cắt tóc, cảnh tượng này khiến mọi người phải hét lên khi chứng kiến. Nếu một người phụ nữ có mái tóc dài như vậy đã gây sự chú ý, nhưng đây lại là một người đàn ông. Chúng ta hẳn đã nghe đến hoặc nhìn thấy những người phụ nữ có mái tóc dài đáng kinh ngạc, nhưng người đàn ông này sẽ còn khiến bạn phải ngạc nhiên hơn vì mái tóc dài của ông. Anh Henry Chin về Jamaica để thăm gia đình họ hàng ở quê và vô tình nhìn thấy một người bạn của chú mình với vật thể lạ trên đầu. Ban đầu anh không nghĩ là tóc của ông vì nó được cuộn tròn như một đống len. Đến khi lại gần, anh mới giật mình nhận ra đó chính là mái tóc. Được biết, người đàn ông này khoảng 40 tuổi và ông không hề cắt đi một lọn tóc nào từ năm 15 tuổi. Vậy là mái tóc này đã được nuôi suốt hơn 25 năm nay. Người ta cũng không biết vì lý do gì mà ông lại không cắt tóc và càng tò mò xem làm sao ông có thể mang bộ tóc vừa dài vừa nặng như vậy suốt nhiều năm liền. Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn người. Đa số đều tỏ ra kinh ngạc và tò mò về bộ tóc dài của người đàn ông này. Hiện nay, kỷ lục Guinness về mái tóc dài nhất thuộc về người phụ nữ có tên là Asha Mandela, 47 tuổi, hiện đang sống tại Atlanta, Georgia, Mỹ.
cô là người sở hữu mái tóc dài nhất trên thế giới với chiều dài 17 mét và nặng khoảng 19 kg. Cô đã nuôi mái tóc này suốt 25 năm. Asha cho biết cô phải mất 2 ngày để gội đầu và lau khô tóc. Mái tóc nặng gần bằng trọng lượng của một đứa trẻ, dài lê thê khiến cuộc sống của cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Nó dễ bị mắc kẹt trong cửa ra vào hoặc vướng vào bụi cây trên đường. Vì vậy, mỗi lần ra khỏi nhà, cô phải bọc nó lại để có thể di chuyển dễ dàng hơn. Vậy nhưng Asha vẫn kiên quyết không cắt đi một đoạn tóc nào. Thậm chí, ngay cả khi phải dùng phương pháp hóa trị để chữa bệnh ung thư, cô vẫn không chịu cắt tóc. Gặp đối thủ nặng ký của nàng Rapunzel. Brunetti Alia Nasirova có lẽ là một fan khủng của nàng công chúa Rapunzel khi nuôi được mái tóc vô cùng ấn tượng với độ dài hơn 2,2 mét, nặng đến tận 2 kg. Chồng của cô, Ivan, thậm chí đã quen coi mái tóc của vợ như một thành viên trong gia đình. Alia Nasirova đã nuôi tóc hơn 20 năm nay và hàng ngày chồng cô là Ivan Blaban vẫn có thói quen chăm sóc tóc cho vợ mình. Ivan nói rằng bản thân luôn cảm thấy tự hào vì thành viên này của gia đình. Khi hai vợ chồng định đi đâu đó, chúng tôi luôn lập kế hoạch cụ thể cho từng ngày vì cả hai hiểu rằng sau khi trở về sẽ mất nguyên một ngày trong kỳ nghỉ để ngồi nhà chăm sóc tóc, Ivan chia sẻ. Người đàn ông tiết lộ phải mất một giờ để chải và cả ngày để hong khô cho tóc của Alia. Mỗi tháng, người phụ nữ tỉa đuôi tóc chẻ ngọn một lần nên cứ vào ngày nghỉ, Ivan và vợ lại phải sắp xếp lịch để ở nhà chăm sóc tóc. Hai vợ chồng cũng coi thảm tóc dài như thành viên thứ ba trong gia đình nên luôn dành chỗ cho nó trên ghế sofa hay trên giường ngủ. Từ khi còn nhỏ, Alia đã hâm mộ công chúa tóc mây Rapunzel nên luôn cố gắng nuôi dưỡng cho mái tóc thật dài. Đôi lúc, trọng lượng của người thứ ba này cũng làm người phụ nữ 27 tuổi căng thẳng, nhưng Alia vẫn quyết tâm từ chối mỗi khi có ai khuyên cô cắt bớt hoặc bán nó đi.